Lời khuyên của mẹ dành cho Nắng ghế. Ăn gì chưa? Tất nhiên là ăn cơm rồi. Các bạn không cần phải hỏi mình ăn gì, tại vì có mẹ mình ở đây nên là ngày nào mình cũng có cơm để ăn cả. Có chuyện gì để... À hôm nay thì kể cho mọi người nghe cái chuyện này. Về mẹ của mình. Thì có một hôm trước mình ngồi... Hôm trước mình có kể mọi người chuyện này rồi ra. Hôm trước mình có ngồi nhổ tóc bạc cho mẹ mình. Xong rồi mẹ mình lại vô tình hỏi về một bạn người yêu cũ của mình, kiểu ý là bạn đấy dạo này như thế nào rồi. Thế xong rồi mình mới tiện mồm mình nói câu là hay nhỉ, chả yêu ai được lâu. Ý mình là mình kiểu mình nói vu vơ thôi, mình nói là hay nhỉ, con chả yêu ai được lâu. Xong mẹ mình im lặng mất 2 giây, xong mẹ mình bảo là thế thì mình phải thay đổi mình đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời có người bảo mình thay đổi mình đi ạ. Kiểu như là các bạn biết là con gái mà khi mà được yêu các thứ, mặc dù mình biết là nhiều lúc nét của mình nó cũng không được ok lắm, nhưng mà bình thường mình yêu đương chả có ai nói mình thay đổi đi. Vậy các bạn biết là cái việc mà thay đổi đối phương là cái điều cấm kỵ mà không ai không nên nói trong chuyện tình cảm, đúng không? Nó chả ai nói mình câu đấy cả. Tự dưng mẹ mình bảo thế thì mình phải thay đổi đi, là mình tự dưng mình suy nghĩ, mình vừa buồn cười, mình vừa cảm thấy kiểu như là lấn cấn, cảm thấy là ôi chẳng lẽ mình phải thay đổi thật à, lỗi do mình hay làm sao ấy. Hay xong rồi mẹ mình rất là hay kiểu lướt trên Facebook mà có video gì á mà kiểu như là muốn cho bọn mình nghe á, là mẹ mình sẽ mở loa rất là to. Lúc đấy hay đấy. Sáng nay trong lúc mình đang các bạn, sáng nay mình đang đi nhà vệ sinh thì tự dưng mình thấy mẹ mình đang ở trong phòng mình đang ở trong nhà vệ sinh, tự dưng mẹ mình đi ra ngoài, xong rồi mẹ mình mở loa to hết cỡ lên đấy. Xong rồi video đấy nói về cái việc gì nhỉ? Trong một chuyện tình cảm, người con gái cần phải kiểu như là dịu dàng, kiểu như là hạ cái tôi xuống, kiểu như là cái gì mà nếu mà cô gái ấy quá độc lập và quá là mạnh mẽ, quá là cái này cái kia thì chàng trai trong mối quan hệ đấy sẽ cảm thấy là mình không được tôn trọng, mình không được mở to luôn, kiểu mở cho mình nghe. Các bạn đã tự dưng đang ngon tự dưng nghe nó đấy, thế nó khó ẻ luôn ấy. Mà trường mà mình biết là mẹ mình hay thế lắm, mẹ mình hay kiểu như là mở loa to hết cỡ lên để cho mình nghe đó. Nói như là đoạn đến mình biết rồi. Sau đó là mình đang chẳng lẽ mình phải gọi hỏi vọng ra là mẹ mở cho con nghe hay sao, mở to thế, mở loa to hết cỡ luôn, mà loa to đến cái mức mà 4 tầng nhà mình đều nghe thấy luôn. Nhưng mà có một điều này thì mình nghĩ là mình cũng nên giải thích, không phải là tất cả những cái gì mà các bạn nhìn thấy mình ở đây nó là như thế đâu. Tại vì là khi mà mình yêu đương mình vẫn như mọi người thôi, tại vì mẹ mình cũng vậy á. Chẳng lẽ bây giờ mình lại nũng nịu với cả mẹ như là lúc mình yêu đương hay là như thế nào? Mình phải tùy hoàn cảnh thì mình mới thể hiện được cái tính cách đấy, đúng không? Mình vẫn sẽ có tính nữ ở trong người thôi. Nhưng mà ví dụ như là lên livestream này, chẳng nhẽ lên đây nhõng nhẽo xong rồi nũng nịu để làm gì, ai thương mà nhõng nhẽo, đúng không? Cái lúc mà mình livestream thì mình cần cái năng lượng tích cực, mình cần cái sự vui vẻ, mình cần cái cách nói chuyện nó funny cho nó quyết đoán lên, thì cảm giác như mình là một cái đứa con gái rất là mạnh mẽ. Nhưng mà thực ra là cũng không phải như thế đâu, vẫn bị yếu đuối mà. Mình với cả mẹ mình nó sẽ khác mình với cả người yêu mình chứ, làm sao mình có thể luôn luôn thể hiện được cái tính nữ của mình ở trong mọi hoàn cảnh được. Cái thành ra mẹ mình nghĩ là mình ế do mình kiểu độc lập quá, do mình đàn ông quá hay sao ấy. Kiểu mẹ mình nghĩ thế sao, nên là mẹ mình mới phải kiểu bật cái video đấy lên cho mình nghe mà rất to. Trông chị cục vãi cứt nũng nịu sao nổi á. Đây thì đã bảo rồi là cục nó đúng lúc đúng chỗ thôi. Lên livestream thì chẳng nhẽ nhõng nhẽo với các bạn. Trời ơi, các bạn trong mình cho mắt các bạn có giống con gái đâu mà nhõng nhẽo, đúng không? Nó phải tùy lúc tùy chỗ chứ. Nên là không phải là tất cả những cái gì nó ở đây là nó luôn luôn như vậy đâu nhá, chỉ nói vậy thôi. Em thích con gái mạnh mẽ hơn. Mình nghĩ là con gái thì cũng không phải là không nên dựa dẫm quá. Nhưng mà mình nghĩ là con gái nên có lúc này lúc kia ấy. Thì mình thấy là mình vẫn thế mà. Chả qua là mình chưa có lúc để mình được nhõng nhẽo thôi. Mình chưa có ai để mình nhõng nhẽo thôi. Chứ không phải là mình không làm được cái điều đấy, hiểu không? Nếu không hiểu mày ngu. Nỗi bức xúc của nữ game thủ nở muộn. Lần đầu đi net có cảm giác như thế nào không? Tùy độ tuổi em ơi. Ví dụ em đi cái lúc mà còn trẻ, còn non dại, còn dễ bị bố mẹ cầm chổi quật vào đít, thì nó sẽ là tổng hợp những cảm giác sợ hãi, kiểu như là vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa thú vị, vừa cảm thấy tại vì cái gì mà nó mẹ nó trộm trộm, nó lén lút thì nó vẫn vui hơn, đúng không? Kiểu vừa lo rồi vừa vui. Cái vui nó sẽ nhiều hơn khi mà em lớn lên và em có tiền, em được đường chính bước vào quán net, nó không có ai cầm chổi để đuổi em, để đánh em cả. Không có ai kiểu như là vỗ vai từ đằng sau, hay là không có sợ mất xe đạp hay gì gì đấy, thì cái cảm giác nó sẽ bớt lo lắng và bớt sợ hãi hơn, và nó cũng ít thỏa mãn hơn. Mình chơi chỉ là kiểu mình giết thời gian, mình giải trí, mình tạm thời thôi. Nhưng mà cái lúc mà chơi mà bị mà sợ bố mẹ phát hiện thì cái niềm vui nó lại khác, đúng không? Tùy độ tuổi em ạ. Nên là chị đi net hơi muộn, nên là không có được cái cảm giác sợ hãi và run rẩy đấy. Cái cảm giác mà sợ bố mẹ cầm chổi đằng sau ấy.
thì là không có. Thì ngày xưa hồi cấp 2, cấp 1 là chị con ngoan trò giỏi. Cấp 3 thì chị cũng không ngoan không giỏi lắm, nhưng mà chị cũng không hư, mà chị cũng chả đi net. Đến lúc chị không thích chơi game, chị cũng ít bỏ học các thứ lắm. Nhưng mà đến lúc mà chị bắt đầu đi stream mà chị mới bắt đầu đi net. Nhưng mà lúc đấy là ai làm gì ai cấm nữa các bạn. Làm gì ai cấm nó, bây giờ mà sắm cả dàn PC ở nhà để chơi rồi. Con game đầu tiên đáng chơi là gì vậy? PUBG anh ạ. À không không, ý là chơi game online thì là... À không, game kia cũng là online mà. Game đầu tiên đó, chắc là Khu Vườn Trên Mây. Nếu mà lâu hơn nữa thì Đào Vàng, Cá Lớn Nuốt Cá Bé à. Còn game online thì chơi Khu Vườn Trên Mây. Sau này thì chơi PUBG Mobile. Xong rồi là chơi PUBG PC để livestream. Bắn nếu bắn được chạy đi lút đồ, chạy kiểu đúng đồng nát luôn, đi nhặt đồ xong rồi chết hết rồi. Sau khi mà mình chơi PUBG á, thì lúc hồi đấy là đang chơi PUBG nha, đang stream PUBG luôn. Thì là ra cái game Auto Chat của Dota Auto Chat. Thì cái lúc của game này ra hot lắm. Mà đang làm cho cái công ty mà nắm giữ được cái group Dota. Thế là mọi người bảo là chơi đi em, chơi luôn. Lúc đấy thì kiểu tâm lý trẻ con không thích thử cái mới. Không chơi đâu, chơi đi đang hot lắm. Thế là chơi hơi miễn cưỡng. Chơi cái xong rồi thấy cũng cuốn, cũng thích. Chơi thích sẽ ra rồi là đang chơi dở vừa mới hiểu game. Sao các bạn biết là mình học game rất là lâu, mình vừa mới hiểu game từ cái thì ra đấu trường chân lý. Xong rồi đang chơi Auto Chat thấy mấy cái con tướng nó xinh xinh, tự dưng mọi người bảo sang đấu trường chân lý. Mà đấu trường chân lý hồi đầu mùa 1 cái con tướng nó xấu đau xấu đớn luôn ấy. Xong mọi người bảo sang chơi đấu trường chân lý, mày không chơi đâu. Thôi cũng vẫn phải chơi. Sang chơi thì là chơi từ mùa 1, cuối mùa 1 đến tận bây giờ là mùa 9 rồi. Nói chung là ngồi chơi không thì sẽ vui lắm, nhưng mà vừa chơi vừa stream thì nó cũng đỡ vui đi các bạn. Nó cũng kiểu như là còn 50% cái niềm vui thôi. Các bạn cứ tưởng tượng như là các bạn mà chơi xong rồi, các bạn ngồi ở quán net, các bạn chơi xong rồi mẹ chục thằng đứng đằng sau chỉ. Mẹ mày chơi như này này, mày ngu thế trời. Sao mày ngu thế? Sao mày, mẹ mày không biết chơi à? Chơi đó luôn thì mình cũng như vậy luôn ấy. Mình kiểu mình chơi, mình stream xong rồi kiểu 5-7 người ngồi chỉ. Nói thôi đừng dỗi nhá, ý là mình vẫn thích mọi người chỉ thôi. Nhưng mà chơi nó sẽ mất vui đi, ấy là nó sẽ bớt vui hơn rồi mình tự chơi ấy. Thằng bạn rủ chơi thử Liên Minh không, em bảo chơi sau đó. Sau câu đó là chơi được 8 năm mà. Ghê vậy. À, mình chơi Liên Minh, mình chơi sau mọi người, cái thành ra mình không hiểu lắm ấy cả. Mình kiểu bị thiếu kiến thức so với mọi người rất là nhiều. Lần đầu tiên mình chơi Liên Minh nhá, xong rồi chúng nó rủ mình ra net, chúng nó dạy. Vấn đề là mình không biết một cái gì các bạn. Không biết một cái gì, chính xác là không biết một cái gì. Thậm chí là giao diện rồi là ấn vào game các thứ không biết luôn. Chọn đồ không biết chọn cái gì, không biết ulti là cái gì luôn. Ulti đi, không biết cái gì cả. Cáu ấy luôn. Tức là các bạn hiểu là nó sinh ra cái nghề giáo viên ấy, sinh ra cái nghề gọi là gì, sư phạm ấy. Là những cái người mà người ta rất giỏi truyền đạt, rất giỏi truyền đạt và người ta hiểu được và đặt mình được vào vị trí của người khác. Bây giờ các bạn hiểu là một người mà người ta đã trình độ đại học, thậm chí là cao hơn cả đại học rồi, và người ta đi dạy học, dạy cho những cái đứa mà chưa biết cái gì, thậm chí là dạy cho không biết đứa tiểu học. Làm sao mà mình phải đặt mình vào vị trí của người ta chứ, đúng không? Nó còn nít, nó còn nhỏ tuổi, nó chưa biết cái gì thì mình phải nhẹ nhàng, mình phải từ từ thôi. Mình không thể kiểu như là có thế này mà mày cũng không biết làm, sao mày ngu thế? Làm sao mà thế được, nó còn nhỏ hơn rất là nhiều. Mình lớn rồi, mình đi ăn học bao nhiêu năm rồi, mình giỏi hơn nó. Mình hơn nó cả mười mấy tuổi thì mình phải khác chứ. Đằng đây là chỉ cho người ta như kiểu là biết, người ta cũng biết nhiều như mình vậy á. Cáu vậy luôn, trong chúng nó chỉ mình chơi, tức là mình bỏ luôn các bạn. Mà nhá, bọn nó chỉ mình đã không biết rồi, mình đã ngu rồi. Vào game, cái bọn trong game nó thấy mình chơi ngu nó lại chửi nữa. Ôi hồi đấy trầm cảm luôn, các bạn biết là bạn chơi game khóc luôn mà. Mình vào game, bọn nó không biết mình là con gái. Xong rồi mình vào game, chúng nó ngu quá, chúng nó chửi. Mà làm gì có chửi lại được đâu, tại vì một là mình chơi ngu thật, hai là mình chơi mình còn không mình còn kiểu như là tay mình còn luống qua luống cuống chứ nói gì, vừa chơi vừa chát rồi còn chửi lại chúng nó nữa, tức bỏ mẹ được ấy. Đây là dỗi chơi cay leo leo cay. View ảnh hưởng đến nắng như thế nào? Những view ảnh hưởng tới tinh thần của em như thế nào? Những view ảnh hưởng đến tinh thần của em rất là nhiều chứ, tại vì là công việc nó chiếm đến khoảng tầm 80% cuộc sống của mình, 70-80% cuộc sống của mình, tức là thời gian và tâm trí mình để cho nó ấy. Tại vì mình, cái này không đồng nghĩa việc là mình không thương gia đình nha, mình rất thương gia đình. Nhưng mà hiện tại gia đình của mình vẫn đang ổn và đã không có vấn đề gì cả. Mình dành thời gian cho công việc. Bây giờ thì mình phải share cho sức khỏe rồi, nhưng mà mình phải dành đến 70% cho công việc ấy. Nên là 70% đấy thì viewer ảnh hưởng rất quan trọng chứ, đúng không? Tại hầu như là khi mà mình livestream vui hay không là do các bạn mà, đúng không? Nên là kiểu mọi người vào nói chuyện với mình các thứ thì mình phải vui hơn nhiều chứ. Mình không biết được, nhưng mà mình một phần là do mình tự ti, và một phần là không, chắc mẹ phần nhiều do tự ti đấy. Nhưng mình luôn thắc mắc là tại sao mình được nhiều bạn yêu quý như thế, với cả kiểu
mình cũng không cảm thấy mình xứng đáng với điều đấy ấy. Tức là khi mà mình tự ti thì mình sẽ cảm giác là không hiểu tại sao mình lại có được những cái này, không hiểu tại sao mình lại có bạn này bạn kia quý như thế. Ví dụ như là thậm chí buổi tối trước khi đi ngủ ấy, thỉnh thoảng có bạn bạn rep story của mình, bạn ấy nhắn tin cho mình, bạn bảo quý mình lắm. Ví dụ như hôm qua có một bạn bạn ấy nhắn tin cho mình nhá, 3-4 giờ sáng á mọi người, mình chưa ngủ được 4 giờ sáng, bạn ấy nhắn tin cho mình hình như là 3:30 sáng, gần 4 giờ, bạn nhắn tin cho mình, bạn ấy bảo là hôm nay bạn ấy nói một số một trang dài luôn, chắc anh nghĩ là mình không đọc. Bạn ấy bảo là hôm nay em xem được cái video mà cái gì mà thằng nào nó chê chị xấu, trời ơi em tức quá, cái gì xong rồi sổ một trang dài ra, kiểu bạn ấy tức cái, xong bạn ấy bảo mình là chị đừng có suy nghĩ gì, chị đừng có buồn nha, cái gì mà chị vẫn luôn xinh đẹp trong mắt em rồi là này kia, cái kiểu mình kiểu ý là mình không nghĩ là mình xứng đáng với những cái điều đấy đâu. Mình cảm thấy là cái sự cố gắng của mình hay là cái mức độ của mình các thứ, mình cảm thấy mình chưa xứng đáng để nhận được những cái điều tốt đẹp như thế. 3-4 giờ sáng không ngủ, nhắn tin một chàng dài cho người ta, xong rồi nói cái xong rồi như thế, kiểu không hiểu sao. Thì những cái lúc như thế mình cảm thấy rất là may mắn, mình cảm thấy rất là biết ơn, cảm thấy rất là may mắn. Mình không biết được, nhưng mà ví dụ nha, trong tất cả những thứ mà mình có được ấy, trong cái công việc này, khi mà mình làm việc và mình cố gắng ấy, mình có được rất là nhiều thứ đúng không? Ví dụ như là tiền bạc cũng có, chắc chắn là nó sẽ nhiều hơn những công việc cũ của mình rồi, hay là kiểu như là cái danh, hay là cái sự quan tâm của mọi người, tức là những cái mà mình đạt được, ví dụ là tiền này hay là gì ấy, thì mình lại cảm thấy rất là bình thường. Ý là mình luôn cảm thấy là đấy là công sức của mình, đấy là nỗ lực của mình, đấy là mình xứng đáng. Nhưng mà tình cảm của người khác cho mình thì lúc nào mình cũng cảm giác là mình chưa xứng đáng để nhận được cái đấy ấy. Kiểu mình cảm giác nó to quá ấy. Tức là mình không cảm giác là đấy là mình tạo ra nó. Mình cảm giác là đấy là mình may mắn nên là mình nhận được thôi. Em có nhận thức được em đáng yêu theo một cách rất đặc biệt không? Em nghĩ là em nếu mà có một cái gì đấy thì chắc là chỉ là nói thật thôi. Em cảm giác là bây giờ mạng xã hội càng ngày càng phát triển. Ví dụ như ngày xưa nó hot những cái nội dung mà diễn ấy. Ví dụ mọi người có để ý không? Ngày xưa là những cái nội dung mà nó diễn thì nó sẽ hot. Ví dụ như là phim này hay là video mà kiểu diễn rất là giả chân thì người ta xem. Bây giờ thì càng ngày những cái nội dung mà nó càng chân thật thì lại càng được yêu quý ấy. Mọi người cứ để ý mà xem những người mà người ta nổi tiếng, kể cả streamer hay gì á, là bởi vì người ta nói chuyện rất là thành thật, rất là thật luôn ấy. Thì mình cảm giác là càng ngày người ta càng thích cái thật đấy hơn là những cái diễn. Thì mình nghĩ là có thể là do mình thật nên là mình sẽ thì sẽ có một số người thấy mình thấy thích mình thôi. Miễn là lan tỏa niềm vui cho những người yêu quý mình là được rồi á. Thì đấy, nhưng mà mình vẫn cảm thấy có lỗi ấy. Ý là có quả thời gian mình cũng không được vui lắm. Anh hiểu cảm giác của em cũng tốt, thất bại nhanh nhất là tự phụ kiêu ngạo, em có cảm giác đó cũng tốt á. Đến tận bây giờ vẫn vậy á. Bạn nào gặp mình bên ngoài thì biết á, mình cực kỳ là nhát luôn. Mình không kiểu gặp mọi người theo cái kiểu vị trí là bởi vì mình là streamer, người ta xem mình, người ta thích mình thì mình được kiêu căng gì đâu. Mình gặp mọi người mà mình kiểu lúc nào mình cũng mới tả sao cho mọi người hiểu ta, tức là mình luôn hạ thấp mình xuống ấy, kiểu vậy ấy. Thậm chí là hạ thấp hơn cả so với mọi người luôn. Và mình ví dụ như là mình đi ăn với mọi người là mình luôn mong muốn là để cho mình trả tiền đi, kiểu vậy á. Mình không có cái sự kiêu ngạo hay là mình là cái gì người ta phải thích mình hay là xong người ta phải chạy theo mình hay cái gì đâu. Mình nhớ là lần trước mình đi sự kiện hay mình đi đâu ấy nhỉ, mình đi về trường, mình đi sự kiện xong có bạn ra xin chữ ký của mình bảo trời ơi điên à, mình làm gì có chữ ký đâu, với cả xin chữ ký của mình để làm cái gì, kiểu mình không, mình thề luôn là mình bảo là hay là mình chụp ảnh với nhau đi chứ mình không biết ký, với cả kiểu mình trong đầu mình nghĩ là chỉ có idol kiểu to to gì người ta mới ký đấy chứ mình làm gì mà xin chữ ký của mình. Thế mình bảo là hay mình chụp ảnh với nhau làm kỷ niệm đi, xong rồi chụp ảnh thì đấy thế thôi, chứ còn mình không cảm giác là mình là cái gì mà tự dưng cho chữ ký thì nó rất là buồn cười ấy. Kiểu vậy nên là mình đi gặp mọi người mình bình thường lắm, mình không, mình thậm chí mình gặp mọi người mình còn ngại ấy.